Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ủy ban dân tỉnh bàn giải pháp củng cố, giữ vững và nâng cao các tiêu chí thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường tỉnh 438B đi qua huyện Lạc Thủy chậm tiến độ, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Bộ trưởng Ngoại giao Tuvalu đã cho thế giới thấy biến đổi khí hậu đang đe dọa quốc đảo của ông như thế nào bằng một bài phát biểu giữa mực nước biển dâng tới đầu gối. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 11, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giám sát tại Ban Dân tộc tỉnh về tình hình thực hiện chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã hưởng chính sách đặc thù thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Giai đoạn 2016-2020, từ nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương và địa phương gần 700 tỷ đồng, Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện hỗ trợ xây dựng 1.240 công trình hạ tầng cho các xã thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 trên địa bàn tỉnh. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi của tỉnh. Bên cạnh đó, từ các nguồn vốn đã thực hiện hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, thiết bị sản xuất, đa dạng sinh kế cho trên 72.600 hộ dân hưởng lợi, nhân rộng 45 mô hình giảm nghèo, qua đó góp phần nâng cao đời sống cho người dân. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh giai đoạn 2016-2020 từ trên 24% giảm còn 8,56%. Ban Dân tộc tỉnh đề xuất kiến nghị với tỉnh hàng năm phân bổ riêng khoản ngân sách đối ứng của địa phương theo quy định, đảm bảo nguồn lực, hoàn thành các mục tiêu chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, có cơ chế chính sách phù hợp để cụ thể hóa các quy định của trung ương của tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình và một số nội dung khác. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh chủ động phối hợp với các cấp các ngành thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2030, tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số từng bước giảm nghèo bền vững. Những kiến nghị đề xuất của Ban Dân tộc tỉnh, đoàn giám sát sẽ tổng hợp báo cáo các cơ quan có thẩm quyền. Ngày 9 tháng 11 tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 do đồng chí Ngô Ngọc Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại thành phố Hòa Bình làm trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham dự buổi tiếp xúc của đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng hơn 100 cử tri của 9 đơn vị phường xã trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường xã nêu ý kiến kiến nghị tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giá đền bù đất, việc nâng cấp mở rộng chợ Tân Thành, việc thực hiện dự án đường 445, việc hưởng trợ cấp rừng phòng hộ tại tổ 10 phường Kỳ Sơn, kiến nghị về chế độ chính sách, thu hồi cấp đổi huân huy chương, vấn đề xử lý rác thải. Các thành viên Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu giải trình những ý kiến kiến nghị của cử tri và làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận tổng hợp để báo cáo các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 10 tháng 11, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Công ty Cổ phần Bất động sản An Thịnh Hòa Bình, Công ty Cổ phần Dạ Hợp tổ chức lễ ra mắt đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành khu công nghiệp Lương Sơn và khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà. Dự lễ ra mắt có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2021,
Theo quyết định, đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành khu công nghiệp Lương Sơn của công ty cổ phần bất động sản An Thịnh gồm 12 đội viên, đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà của công ty cổ phần thương mại Dạ Hợp gồm 10 đội viên, đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành hai khu công nghiệp phải tuân thủ các nội dung như tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy, xây dựng phương án chuẩn bị lực lượng phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra, tham gia chữa cháy ở đơn vị và các cơ sở khác khi có yêu cầu. Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ rất quan trọng, đặc biệt là đối với các khu công nghiệp, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp và người lao động, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Vì vậy, đây là nghĩa vụ của toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong các khu công nghiệp. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị, thời gian tới, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo các đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành tại hai khu công nghiệp, các doanh nghiệp trang bị thêm các trang thiết bị, phối hợp với công an tỉnh, tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời nâng cao công tác tuyên truyền cho người dân và công nhân, người lao động về công tác phòng cháy chữa cháy với phương châm phòng là chính, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra. Ngày 10 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp để củng cố, giữ vững và nâng cao các tiêu chí thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì hội nghị. Hiện nay thành phố Hòa Bình có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, còn 3 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có xã Hòa Bình trước đây đã đạt chuẩn nhưng sau khi thực hiện sáp nhập qua rà soát lại các tiêu chí, đến nay vẫn chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Giai đoạn 2021-2025, thành phố Hòa Bình đặt mục tiêu phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới sau khi đã thực hiện sáp nhập Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình. Cùng với đó, phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 14 khu dân cư đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thêm 35 vườn đạt vườn mẫu và xây dựng phát triển thêm ít nhất từ 10 đến 15 sản phẩm OCOP. Tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%. Thảo luận tại hội nghị, thành phố Hòa Bình, các sở ngành đã chỉ ra những khó khăn trong việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu như trường học, tổ chức sản xuất, môi trường. Vấn đề xây dựng, duy trì các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới như tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, văn hóa, do thường có sự biến động hoặc điều chỉnh, thay đổi tiêu chuẩn theo từng năm. Thành phố Hòa Bình đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sớm ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 phù hợp với điều kiện thực tế. Quan tâm hỗ trợ xã độc lập, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, hỗ trợ kinh phí cho thành phố Hòa Bình và các xã xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình hạ tầng, các mô hình phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân. Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đề nghị thành phố Hòa Bình cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, vai trò của cấp ủy chính quyền các cấp, cả hệ thống chính trị trong việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện kiên trì, thường xuyên, liên tục. Cần rà soát lại những tiêu chí chưa đạt theo bộ tiêu chí hiện hành và bám sát dự thảo bộ tiêu chí trong giai đoạn mới để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao. Giao các sở ngành xem xét tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc, trong đó ưu tiên các nguồn lực để đầu tư cho thành phố và các xã về đích nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mặc dù các cấp, các ngành, các huyện, thành phố, các lực lượng chức năng đã có các giải pháp kiểm soát người đến về tỉnh, tuy nhiên ý thức chấp hành quy định phòng chống dịch của người dân chưa cao. Qua kiểm soát đã phát hiện các trường hợp về từ các vùng đang có dịch và chưa chấp hành tốt quy định về phòng chống dịch. Để kiểm soát tốt và không để dịch bùng phát lây lan trên diện rộng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình các địa bàn để có phương án khoanh vùng gọn, truy vết thần tốc, cách ly triệt để các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Kiểm soát chặt chẽ việc khai báo y tế của người dân khi về đến tỉnh. Yêu cầu mọi người dân khi về đến tỉnh Hòa Bình phải thực hiện khai báo y tế và phải được sàng lọc, theo dõi y tế để đảm bảo không lây lan dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng. Các huyện ủy, thành ủy, lãnh đạo các xã phường thị trấn yêu cầu mọi người dân khi về đến địa phương phải thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch. Cá nhân hộ gia đình nào làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thông báo đến toàn bộ các hộ gia đình trên địa bàn để người dân biết. Nếu gia đình nào có người thân ở xa về không khai báo y tế không trung thực, không thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch bệnh của địa phương thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê bình huyện Lạc Thủy để xảy ra trường hợp ca bệnh phát hiện ở thôn Gốc Xanh, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy về từ vùng đang có dịch đã được cơ quan chuyên môn khuyến cáo nhưng không thực hiện đúng quy định, tổ chức ăn uống tập trung đông người, đề nghị xử lý theo quy định các trường hợp vi phạm. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 10 tháng 11, Thành ủy Hòa Bình đã tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền thành phố Hòa Bình với nhân dân trên địa bàn phường Thịnh Lang. Mở đầu buổi tiếp xúc đối thoại, lãnh đạo thành phố Hòa Bình đã thông báo đến người dân phường Thịnh Lang về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hòa Bình từ sau khi thực hiện sáp nhập huyện Kỳ Sơn vào thành phố Hòa Bình, kế hoạch phát triển thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng đô thị của thành phố trong thời gian tới. Người dân phường Thịnh Lang đồng tình và ủng hộ với những chủ trương của thành phố về mục tiêu xây dựng thành phố trở thành đô thị loại 2. Tại buổi đối thoại, đa số các ý kiến của người dân tập trung vào vấn đề quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn phường Thịnh Lang nói riêng, thành phố Hòa Bình nói chung. Người dân cho rằng chủ trương thu hồi đất để đầu tư các dự án là đúng đắn. Tuy nhiên, quy trình thu hồi đất, giá đền bù giải phóng mặt bằng và chính sách cho người dân bị thu hồi đất còn nhiều bất cập. Trong đó các ý kiến người dân cho rằng giá đất thu hồi theo quy định và giá đất ngoài thị trường còn có sự chênh lệch khá cao, đặc biệt là trên địa bàn phường chủ yếu là đất nông nghiệp nên giá đất đền bù cho người dân quá thấp, có dự án thu hồi đất nhiều năm nhưng vẫn không hoạt động. Người dân mong rằng cần có chính sách hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất. Ngoài tiền đền bù theo quy định của nhà nước, doanh nghiệp có dự án đầu tư cần hỗ trợ thêm cho người dân để ổn định cuộc sống sau khi bị thu hồi đất. Việc đền bù thu hồi đất phải thực hiện công khai, minh bạch. Đồng thời, thành phố cần bố trí quỹ đất để xây dựng các công trình công cộng phục vụ dân sinh. Trên cơ sở các ý kiến của người dân, lãnh đạo thành phố Hòa Bình đã giải trình làm rõ thêm những thắc mắc của người dân. Trong đó nhấn mạnh, thành phố Hòa Bình sẽ cam kết thực hiện đúng các quy định của nhà nước về đền bù, giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân. Hiện nay, thành phố Hòa Bình đang thực hiện mức đền bù đối với đất trồng lúa là 65.000 đồng một mét vuông, đúng theo quy định của nhà nước. Thành phố cũng đã có chính sách hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề đối với các hộ dân bị thu hồi đất. Thực hiện thu hồi đất đảm bảo đủ 12 bước theo quy trình, đặc biệt là đều xin ý kiến của người dân. Đồng thời, thành phố cũng sẽ xử lý nghiêm đối với các dự án đã thu hồi đất nhưng không hoạt động hoặc sử dụng đất sai mục đích và mong muốn người dân đồng hành cùng chính quyền thành phố xây dựng thành phố Hòa Bình ngày càng phát triển, xứng tầm đô thị loại 2 vào năm 2025. Ngày 10 tháng 11, khối thi đua số 5 Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức hội nghị chuyên đề đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn cơ sở nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết số 02 ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Tham dự có đại diện 10 đơn vị công đoàn cơ sở thuộc khối thi đua số 5. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về các nội dung, vai trò của tổ chức công đoàn trong cơ quan đơn vị doanh nghiệp, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên người lao động, tập trung phát triển đoàn viên công đoàn cơ sở, tiếp tục sắp xếp hoàn thiện mô hình tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thông qua hội nghị chuyên đề, các đại biểu đã trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo theo từng đặc thù chuyên môn trong từng đơn vị, từ đó cụ thể hóa các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, địa phương đối với các tổ chức công đoàn trong khối. Nhân dịp này, khối thi đua số 5 Công đoàn viên chức tỉnh đã trao hỗ trợ cho 5 hộ gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 2 triệu 500 nghìn đồng từ nguồn đóng góp của các đơn vị trong khối thi đua. Ngày 9 tháng 11, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức tập huấn kỹ năng kinh doanh và tiếp cận thị trường trong nước cho các hợp tác xã, phổ biến hướng dẫn cơ chế lập hồ sơ vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã năm 2021. Các đại biểu đã được nghe trao đổi một số nội dung về Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã và cơ chế cho vay vốn đầu tư của Quỹ, hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn và hồ sơ dự án, chia sẻ những tình huống và các thắc mắc thường gặp về một số nội dung liên quan đến hoạt động quỹ, qua đó giúp các hợp tác xã nắm bắt và cập nhật những kiến thức mới, những kỹ năng nghiệp vụ về tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Trung ương và Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tiếp cận với nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng để mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường tỉnh 438B đi qua huyện Lạc Thủy chậm tiến độ, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
huyện Kim Bôi khó khăn trong thực hiện tiêu chí thu nhập. Thưa quý vị và các bạn, dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường tỉnh 438B đi qua các xã Khoan Dụ, xã Thống Nhất và xã An Bình, huyện Lạc Thủy với tổng mức đầu tư là 200 tỷ đồng. Công trình được thi công từ tháng 11 năm 2016 với thời gian thực hiện hợp đồng là 42 tháng. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành, gây nhiều khó khăn, bức xúc cho người dân trong sinh hoạt và đi lại hàng ngày. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngày nắng thì bụi, ngày mưa thì ngập úng. Đó là cuộc sống của hàng trăm hộ dân các xã dọc tuyến đường tỉnh lộ 438B trên địa bàn huyện Lạc Thủy phải chịu đựng từ khi công trình được thi công. Do bụi nên nhà cửa, cây cối hai bên đường bị ô nhiễm nặng. Người dân thường xuyên phải đi qua tuyến đường này cũng phải chịu chung cảnh ngộ. Không khó để bắt gặp những ổ voi, ổ gà. Nhiều người dân ở đây cho biết nhiều đoạn có hố sâu gọi là hố tử thần và là nỗi ám ảnh của người dân khi tham gia giao thông, đặc biệt là vào những ngày mưa. Không những ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, dự án chậm tiến độ cũng gây không ít khó khăn trong phát triển kinh tế của địa phương. Trời mưa trời gió là dân ngã nhiều, mà trong đó là bụi nhất chi là vào trong nhà người ta. Còn hôm nọ kia là mới đầu để bụng họ múc cao lên là bắt đầu là ngã tưởng chết ấy. Đối với đường 438B phải nói là làm cái tiến độ quá chậm. Và người dân trong xã là rất nhiều hộ dân rất bức xúc cho cái việc cái tiến độ chậm đường 438B, bởi vì nó ảnh hưởng rất lớn đến trong phát triển kinh tế xã hội của người dân, đặc biệt cái việc đi lại. Đấy, như cái đoạn ở chỗ Liên Hòa, một số điểm cống như xe thấp không đi được. Đấy, ví dụ như là một số ở trong xã Thống Nhất là cái diện tích đất trồng cây lâm nghiệp rất nhiều. Như ví dụ như xe chở chít, nếu một đường khó là cước có thể gấp đôi so với cái đường bình thường. Thì chính vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế của người dân. Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường tỉnh 438B dài 24,2 km có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2020, dự án chỉ được bố trí 96 tỷ đồng. Do dự án khó khăn về nguồn vốn nên có thời điểm phải tạm dừng thi công. Đến tháng 5 năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết bổ sung nguồn vốn là 104 tỷ đồng cho dự án. Một trong những nguyên nhân dự án chậm tiến độ là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Một số địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội nên việc bố trí nhân lực nguyên vật liệu gặp khó khăn. Hiện nay do có nguồn vốn bổ sung cùng với việc dịch đã được kiểm soát nên đơn vị thi công đã đẩy nhanh tiến độ. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành các điểm xung yếu. Chỉ còn một số vị trí đang trong giai đoạn hoàn thiện. Dự án đang phấn đấu sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2021. Đang tập trung để đẩy nhanh các mũi thi công, ví dụ như là thảm bê tông nhựa thì đang có 2 mũi thi công. Nắng nhựa thì cơ bản là đã hoàn thành hết rồi. Bây giờ chỉ còn khoảng 900 mét ngoài đầu tuyến thì đang hoàn thiện nốt cái mặt nền và rãnh. Nếu mà trời mưa thì những cái hạng mục nào mà đảm bảo thi công nó không ảnh hưởng thì đơn vị thi công vẫn tiếp tục và cố gắng để thi công đẩy nhanh cái tiến độ. Hiện nay trên địa bàn huyện Lạc Thủy đang đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường giao thông. Hạ tầng giao thông được đầu tư sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao thương hàng hóa và đi lại thuận tiện. Tuy nhiên các đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ để công trình sớm phát huy hiệu quả, đồng thời cần có biện pháp khắc phục những phát sinh trong quá trình thi công để người dân không phải chịu những hệ lụy từ dự án. Thưa quý vị và các bạn, tiêu chí số 10 về thu nhập được đánh giá là một trong những tiêu chí khó thực hiện trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Theo quyết định 816 của Ủy ban dân tỉnh, bình quân thu nhập phải đạt trên 36 triệu đồng một người một năm. Đối với huyện Kim Bôi hiện nay, số xã đạt tiêu chí này còn rất thấp bởi thu nhập chính của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, trong khi đó việc sản xuất phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh. Vì vậy, đòi hỏi sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Với khoảng 1.500 m2 đất vườn, gia đình chị Bùi Thị Niêm ở xóm Mỹ Thượng, xã Nôm Râm, huyện Kim Bôi đã chuyển đổi sang trồng rau hữu cơ. Bởi thu nhập của gia đình chị chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, vì vậy chị tham gia trồng theo tiêu chuẩn và có ký kết bao tiêu để vừa đảm bảo đầu ra cho sản phẩm vừa tăng thu nhập. Thế nhưng vừa qua do ảnh hưởng của thời tiết, mưa kéo dài đã làm hư hỏng nhiều diện tích rau củ quả vụ đông. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn, lượng rau tiêu thụ giảm mạnh.
Trong khi đó, chi phí đầu tư sản xuất rau hữu cơ cao nên việc phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình chị Niêm ngày càng khó khăn. Bỏ tiền ra đầu tư nhưng mà thu nhập lại không có. Có khi bỏ ra hàng triệu tiền mua giống nhưng mà do thời tiết lại bị hỏng hết nên là không được thu. Và mình mong muốn là hỗ trợ thêm các loại cây giống ấy, giới thiệu cái sản phẩm của mình ở tại địa phương để người ta nắm được cái chất lượng mình làm rau. Xác định thu nhập là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, huyện Kim Bôi đã triển khai nhiều chương trình chính sách ưu tiên nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, mô hình sản xuất và hỗ trợ vốn vay để tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người dân. Đối với tiêu chí số 10 về thu nhập, huyện Kim Bôi đã có 3 trên 16 xã đạt tiêu chí thu nhập và dự kiến năm 2021 thêm 1 xã đạt tiêu chí này. Tuy nhiên cũng khó đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, trong khi quy mô sản xuất chăn nuôi nhỏ lẻ phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và từ đầu năm đến nay ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc lưu thông hàng hóa giữa các địa phương ngoài tỉnh gặp khó khăn. Về với dịch bệnh COVID này là chung của cả nước chứ không riêng gì đối với xã Kim Lập, các đối tượng từ đi làm ăn về nhưng bây giờ là chưa thể đi làm ăn được, đối với kinh tế nó rất khó khăn. Đảng ủy cũng như kế hoạch của ủy ban, đảng ủy có nghị quyết kế hoạch của ủy ban là tăng thêm cái vụ ba, bởi vì là tất cả là COVID thì không đi đâu được, rồi là bà con tăng gia sản xuất. Hiện nay, huyện Kim Bôi có nhiều xã thuộc vùng sâu, vùng khó khăn. Việc thu hút các dự án còn ít, người dân phải đi làm ăn xa hoặc phát triển sinh kế thiếu bền vững. Vì vậy, để nâng cao thu nhập cho người dân, chính quyền các địa phương cần có kế hoạch cụ thể gắn với phát triển kinh tế, sản xuất phù hợp với lợi thế từng vùng. Riêng về cái tiêu chí thu nhập, thì thực sự là với địa phương hiện nay rất là khó khăn. Thứ nhất thì hiện nay thì là về cái mô hình sản xuất ở trong bà con nhân dân thì là còn nhỏ lẻ. Với lại cái thu nhập ấy thì là không ổn định. Do cái dịch bệnh COVID thì là bà con này cũng ở các khu công nghiệp, ở khu vực đằng trong miền Nam cũng về cũng đông. Hiện nay xã đang chỉ đạo là chỗ các chi bộ là cho bà con tập trung là tận dụng các khu vực đất trống. Hiện nay là không bỏ đất trống, tập trung để tranh thủ những cái trồng màu để tăng thu nhập cho bà con. Có thể thấy để hoàn thành tiêu chí thu nhập đòi hỏi chính quyền địa phương cần xác định phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng lao động, tạo việc làm thường xuyên cho lao động nông thôn, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Chuyển sang các tin tức quốc tế, các nước tham gia hội nghị về khí hậu của Liên Hợp Quốc COP26 đã bắt đầu các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng về chi tiết của một văn bản sẽ được thông qua vào ngày cuối cùng. Các đại biểu từ các quốc gia vắng mặt trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo vào tuần trước đã công bố cam kết của họ trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu vào thứ Ba tại Glasgow của Anh. Phó Thủ tướng Nga Alexander Ovechkin cho biết, đất nước của ông có thể đạt được mức độ trung hòa carbon vào năm 2060 như đã cam kết hay không phụ thuộc vào sự sẵn có của các công nghệ mới và nguồn tài chính để chuyển sang năng lượng sạch. Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu sẽ không đạt được nếu Nga phải đối mặt với sự phân biệt đối xử hoặc các hạn chế có thể cản trở quyền tiếp cận công nghệ và quỹ của nước này. Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu Frank Timmermans cho biết thế giới vẫn còn rất xa trong việc giữ cho nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng lên 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp. Trước cuộc hội đàm cấp bộ trưởng, Anh đã công bố danh sách các yếu tố có khả năng được đưa vào văn bản cuối cùng. Danh sách nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ giới hạn nhiệt độ 1,5 độ và kêu gọi các quốc gia điều chỉnh với mục tiêu cắt giảm phát thải khí nhà kính. Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục cho đến ngày cuối cùng của hội nghị vào thứ Sáu. Bộ trưởng Ngoại giao của quốc gia Nam Thái Bình Dương Tuvalu đã cho thế giới thấy biến đổi khí hậu đang đe dọa quốc đảo của ông như thế nào bằng một bài phát biểu giữa mực nước biển dâng tới đầu gối. Đoạn video của Simon Confer được đưa ra trùng với hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc COP26 hiện đang diễn ra ở Anh. Ông Confer trong một bộ vest đứng trên bục nói, chúng tôi đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nơi đất đai của chúng tôi biến mất và người dân của chúng tôi phải rời đi. Ông kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách nói, chúng ta phải thực hiện các hành động táo bạo, thay thế ngay hôm nay để đảm bảo cho ngày mai. Khi chiếc máy quay zoom lại, người xem phát hiện ra rằng ông đang đứng trên biển với chiếc quần sắn. Đoạn video được quay tại một nơi từng là vùng đất khô cằn nhưng sau đó đã bị nhấn chìm. Nó đã được lan truyền trên mạng xã hội.
Ông Crawford nói với hãng tin Reuters rằng chính phủ Tuvalu hy vọng rằng đoạn video mang thông điệp và nhấn mạnh những thách thức mà đất nước này đang phải đối mặt vào lúc này. Ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo hãy nhìn xa hơn những nhu cầu kinh tế tức thời và nhìn vào sự thịnh vượng của thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau vào tuần tới trong một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến. Hãng tin Bloomberg trích dẫn các nguồn tin thân cận với tình hình hôm thứ Ba cho biết, mặc dù chưa có ngày cụ thể nào được ấn định nhưng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong những ngày tới. Những người đứng đầu an ninh quốc gia của hai nước đã thảo luận về một hội nghị thượng đỉnh tiềm năng vào tháng 10 năm ngoái tại Thụy Sĩ. Nếu được tổ chức vào tuần tới, đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên của các nhà lãnh đạo. Cho đến nay, họ mới chỉ tổ chức các cuộc nói chuyện qua điện thoại, một lần vào tháng 2 và một lần nữa vào tháng 9. Hãng dược phẩm Pfizer cho biết đã yêu cầu Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cho phép tiêm liều vaccine tăng cường ngừa COVID-19 đối với tất cả người Mỹ từ 18 tuổi trở lên. Liều vaccine thứ ba được Pfizer phát triển cùng đối tác BioNTech của Đức trước đó đã được FDA cho phép sử dụng ở người cao tuổi và người có nguy cơ mắc bệnh 6 tháng sau khi họ tiêm đủ 2 mũi. Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, hơn 25 triệu người Mỹ đã tiêm liều bổ sung của một trong ba loại vaccine Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson tính đến hôm 8 tháng 11. Pfizer cho hay họ đang yêu cầu FDA phê duyệt đề xuất trên sau khi dữ liệu nghiên cứu trên hơn 10.000 người cho thấy liều bổ sung là an toàn và hiệu quả. Theo tờ New York Times, trích các nguồn tin giấu tên, FDA có thể chấp thuận yêu cầu của Pfizer trước lễ tạ ơn ngày 25 tháng 11. Malala Yousafzai, người đoạt giải Nobel Hòa Bình ở tuổi 17, trẻ nhất từ trước đến nay, vừa kết hôn ở Anh hôm thứ Ba. Sự kiện đặc biệt trong đời này của cô diễn ra hơn 9 năm sau khi cô bị Taliban ám sát không thành. Yousafzai, năm nay 24 tuổi, kết hôn với Ahsan Malik, một người quản lý cho Hội đồng Cricket Pakistan, tại một buổi lễ Hồi giáo nhỏ có gia đình hai bên tham dự ở Birmingham của Anh. Thông tin này đã được Yousafzai chia sẻ trên Twitter. Đám cưới hôm thứ Ba diễn ra hơn 9 năm sau khi Yousafzai sống sót sau một vụ ám sát của Taliban vì cô chỉ trích nỗ lực của nhóm nhằm ngăn cản các nữ sinh Pakistan đến trường. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, cô đang viết các bài đăng trên blog cho BBC về cuộc sống dưới thời Taliban ở thung lũng Swat của Pakistan. Bị thương nặng trong vụ tấn công, Yousafzai đã được chuyển tới Anh để điều trị y tế. Cô định cư cùng gia đình ở Birmingham, Anh vào năm 2013, nơi cô tiếp tục con đường học vấn và trở thành một nhà hoạt động cho giáo dục của trẻ em gái. Theo quỹ Malala, một tổ chức do cô thành lập, Yousafzai tốt nghiệp Đại học Oxford vào năm ngoái. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.